hợp luyện tập và ăn uống rồi em giảm lần số ký của mình. À, là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn, em vẫn còn cũng còn đâu đó lần đầu tiên của mình. Em tự ti vậy rồi chị làm sao? Chị làm sao? Trời ơi, Phật nó gì nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nghe không? Dạ em cảm ơn chị Mình phải ạ. tự tin lên, em tự tin chị mới tự tin được. Ok. Dạ. Nè anh trai, em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt nhiều. Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn, là rất rất là tốt. Mình sống một mình. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, dạ lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, Đấy. tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, em sinh năm 1990. À, công việc của em là kế toán. Em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở Nhà Bè. Quê em ở Quảng Ngãi ạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin, lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, Chào xin em. chào chị Hồng Vân, xin Chào chào em. em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Dạ em chào Em xin tự anh. giới thiệu, em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi em. Dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của mình nói cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền và thật thà. Và nhược điểm của em thì chắc là rất là nhiều ạ. Chỉ nhìn nhất là em hay đỏ mặt. Tại vì là em khi mà gặp cái vấn đề nào á thì kiểu Là như em sẽ là đỏ mặt. dạ. Cái đó không phải nhược điểm, cái đó là điểm đáng yêu. Bỏ qua đi. Dạ. Với lại là em hay tự ti về mình. Đó, cái đó là nhược điểm đó. Dạ. Mắc mớ gì tự ti. Tại vì lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được ổn nên là em cũng tự ti. Em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60 kg, xong em mới quyết định là em đi tập thể dục kết hợp luyện tập và ăn uống rồi em giảm lần số ký của mình. À, là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn, em vẫn còn cũng còn đâu đó lần đầu tiên của mình. Em tự ti vậy rồi chị làm sao? Chị làm sao? Trời ơi, Phật nó gì nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nghe không? Dạ em cảm ơn chị Mình phải ạ. tự tin lên, em tự tin chị mới tự tin được. Ok. Dạ. Nè anh trai, em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt nhiều. Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn, là rất rất là tốt. Em sống một mình hả? Em ở riêng nhà, ở riêng khu vực anh. Là nhà riêng của em. Không, em chỉ có đất đai riêng thôi, còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ, nhà bự rồi mình ở một cái lầu riêng, cái lối đi riêng với một căn hộ, với một căn Trời hộ riêng ơi. nhỏ nhưng Nói mà ở hồi là riêng. tôi phải qua tôi coi. Dạ. Của nã gì quá trời vậy. Dạ. Chào cưng. Dạ, dạ chào chị. Tức là em có đất đai, Dạ mua đúng rồi nhưng chưa không? xây. Dạ. Có nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Giờ Dạ. chỉ cần hốt một bà vợ về, Dạ, đúng không? em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi. Đó, nãy giờ em nghe bạn bên đây nói chuyện cái cảm nhận của em sao? Dạ thì em thấy bạn đó được, hiền, với lại cái mốt mép cũng đúng ý em. Mấp mép dễ thương đúng không? Dạ, mốt mép tròn tròn lúc nào cũng đẹp hết. Em Em có khoái mốt tật mép. xấu gì không? Dạ, tật xấu thì em có mỗi là đo xấu tính đói anh Linh. Đói bụng quá đó, mình ăn uống mình không có kiềm kiềm chế được cái sức ăn, mình ăn nhanh ăn nhiều, nhiều khi ra quán ăn á, sạch hay sẽ không chừa miếng nào trong tô gì hết á. Không, cái đó tốt mà. Tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn À vậy à, thiệt. để tôi qua tôi coi là Ừ xứng sao. em À, chào anh ạ. chào em gái. Mặc phu thê không? Phu thê hả? Ừ Dạ. thiệt. Được, em không thích điều gì ở đàn ông? À, dạ là tính vũ phu ạ. Vũ phu. Với lại em không thích hút thuốc. Mày không có hút thuốc luôn. Dạ. Ở đây thấy hiền thì không bao giờ vũ phu rồi đó. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em, một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích một người đàn ông là thiên về gia đình và sống tình cảm. Ngoài ra thì cũng thích du lịch với lại thể thao một xíu. Có du lịch thể thao không? Dạ du lịch thì em hồi trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi, nên nếu có thì đi với. Thể thao có không? Thể thao em có hết sơ đơn. Rồi vậy tốt rồi. Em Đúng chỉ không? có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Dạ Bỏ này cũng lý mình do chính lên đây, mái tóc tự ti á. đừng có tự ti, Dạ. tóc tai dễ lắm, phải Em không? không có tự ti cái gì á. Em là chị khẳng định với em là những gì em đang có là em Dạ. phải tự tin Đúng thiệt. rồi. Dạ. Rồi bây giờ em nói về cái Đường tình duyên á.
Đúng rồi. Đường tình duyên thì do em tự ti với cái mái tóc á, nên em chỉ có dừng lại mới độ thích rồi không bày tỏ. Nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có. Chưa có tình yêu, có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Dạ thì rồi. Nắm tay có hung gò má có. Hung gò má thôi hả? Dạ không, thì nó trên thân thiết chút xíu. Ngày xưa cuối 2008, đầu 2009 à, vậy. Có 60 tháng rồi ngân. Bạn có mối tình mừng nào không? Chưa? À, dạ em có tìm hiểu một anh khoảng 6 tháng ạ. Cách đây hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi nhưng mà thân thiết tới mức độ nào? Cũng nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường à. Nắm tay ăn uống cũng hung má thôi đúng không? Dạ. Rồi khỏe luôn. Hai này hợp ghê. Hợp. Cảm ơn chương trình. Không thích con gái như thế nào? Không thích thì nhất là xăm trổ. Xăm trổ không có. Thứ hai là hung dữ. Gái. Không hung dữ, không hung này dữ nhìn vậy là không hung dữ rồi. Thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện. Không nhiều chuyện luôn. Đây tôi trả lời luôn. Em đang nói không thích. Rồi không thích gì nữa không? Không thích cái này tới nhị tính nói mà sợ. Để đâu sao đâu, không thích mình cứ nói đi. Để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá em thích. Tôi đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi rồi. Lây trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Mà dạ. Chân mày ngon lành. Tóc tai còn không lo, đừng nói chân mày vô đây. Dạ. Nhưng mà giờ em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em phải như thế nào? Thì mấp mép, khuôn mặt dễ nhìn, rồi dáng dị hiền lành. Chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là 100% bên đây dạ, có dạ, như ơn, luôn dạ, 101 dạ. Luôn nè. Khoan đã, chưa hỏi đằng trai tôi cái này dạ. Một cái lý do rất là kỳ, tự nhiên không thích chân mày lợt là sao? Dạ giống như kiểu mà không có được lãng mạn á. Ủa chân mày lợt nó liên quan tới không lãng mạn? Dạ thì theo cá nhân em nghĩ là phụ nữ chân mày lợt thường thường giống như là không có độ lãng mạn. Không có, không dám đâu. Dạ theo suy nghĩ phụ nữ là chân mày lợt thì không có, không có gì, không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm chứ. Tôi kể tới đi đâu. Tôi kể tới phụ nữ tôi coi trước thôi, không lợt đâu nha, đậm á. Thôi được rồi. Dạ. Giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn em ạ. Rồi chào bạn. Dạ chị xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng chào tất cả quý vị ở đây. Hiện em đang sống chung với bạn Hạnh. Hạnh là một người là trong chuyện tình cảm á, bạn rất là nhát, cực kỳ nhát luôn, hơi ngố một xíu nữa. Thì còn về bạn trai bên đây á Hạnh, thì lại thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà Hạnh đang tìm kiếm bấy lâu nay rồi đó. Đúng rồi đó, y chang luôn. Giống luôn ha. Hy vọng sang năm á, sẽ nhận được một cái thiệp gì đó của Hạnh nha. Rồi, đàn trai đi với ai? Dạ, em có đi với một chị đồng nghiệp cơ quan. Em xin chào anh Việt Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Đây, bây giờ chị cũng thấy cái cô bé này rất là dễ thương. Dễ thương. Nói chuyện chị? Nhỏ nhẹ, chân mày đậm theo ý em rồi đó. Bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ. Đó, đúng dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, bây giờ mở rào nghe. Cười, gặp cái là cười vui vẻ liền. Dạ. Tới luôn, tới luôn. Anh hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa. Mà bó hoa này chân trên đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn. Dạ. Đó, quá trời đẹp rồi. Dạ. Em cảm ơn. Rồi dạ. Mở món quà ra coi là gì. Đưa hoa chị cất để mở. Món quà này là nước hoa. Em sẽ dùng để mình hẹn hò đi chơi cho vui. Dạ, cảm dạ. Ơn anh ạ. Em cũng có một món quà đây anh. Đây là cuốn sách. Dạ. Đáng nhân tâm. Anh cũng thích đọc mấy cái này. Tại vì anh sống thiên về đạo lý. Anh thích làm thơ về đạo lý lắm á. Em cũng nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe. Dạ có ạ dạ. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi. Vương vấn mà chi, suy nghĩ làm gì. Cứ vui, cứ sống, cứ tình, cứ say. Có ai đâu mà sống mãi kiếp này. Đời người ngắn ngủi hãy dành yêu thương. Cho nên mới có hai chữ vô thường. Ai ơi hãy nhớ, hãy nhường nhịn nhau. Hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu. Đừng sân si mà chửi nhau nặng lời. Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi. Nhân quả là có, cuộc đời nặng mang. Dạ. Thơ tự làm luôn. Dạ dạ, em có khiếu làm thơ. Người đọc người mở quà. Bây giờ em thích nghe gì anh hát cho em nghe tặng chứ dạ. Anh cái gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á. Còn em thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca vậy anh cũng dạ, vậy nhưng mà giọng à? Cổ thì số một hơn. Ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao giờ. Không cánh, không xa, không đợi, không chờ. Làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích.
càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Ngồi ở chương trình này em đó anh đây, chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự. Để đêm về anh thao thức tương tư, gom nhớ, gom thương, yêu thầm trong hư ảo. Rồi em gái đáp lại bài đi, thử xem. Dạ rồi, em hát không được hay nên là mọi người Anh hát bù qua bù lại cũng được sao? Dạ. Em hát một bài, một đoạn trong bài Cảm ơn tình yêu ạ. Lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi ngừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Cảm ơn. Sao nhìn nhau không nói nên lời là sao? Dạ, anh thấy em thì hợp với anh. Dạ. Hơi mất mép, hiền lành. Dạ. Dễ thương, anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Nó nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi anh nghĩ em là, nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn là anh thích. Còn anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm. Tuổi thanh xuân anh đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi. Nếu mà có hẹn hò tiến tới cuối cùng á thì phát triển lên chứ không có bắt đầu số không. Nên có đó em, anh nói cho em để em hiểu, yên tâm gì đó luôn. Nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới? Theo anh á, nếu mà trong năm nay thì tốt, thì sợ em thôi chứ... Em thì khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm. Tại vì thì trong năm nay luôn. Dạ, ba mẹ okay. Em thì cũng hay hối em. Nói chung em là họ với anh á, anh thấy rất là ok á. Anh sẽ bấm nút á, nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn. Trái tim của bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Em rất là thích em Hạnh. Thì anh em đánh giá thế nào về bộ chân mày? Chính xác, nhìn đi, nhìn thôi cái đi. Chân mày đi. Chân mày em có trang điểm, chân mày người ta có trang điểm rồi đó. Nói chung là cái đó về lý thuyết, còn thực tế thì có thể là mình không có nên quan trọng những vấn đề đang nói về những vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi chứ nói dối lòng làm gì. Nếu về cũ bôi cái make up ra, chân mày nó lật nhách thì sao? Dạ chắc Hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu vậy. Bây giờ có thể đi xăm mà. Đúng rồi. Dạ. Nói chung anh thấy em đẹp theo ý anh được á. Chân mày em đậm rồi, anh yên tâm đi ạ. Nói chung không phải chân mày không mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó. Em cảm nhận thấy nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi. Em cảm thấy anh là chân thật. Người để mình có thể tin tưởng được. Rồi anh cảm ơn. Dạ. Anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó. Còn tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi. Chứ thật sự ra là hợp rồi. Rồi về ghế không bấm. Còn gì để nói nữa nào, rồi. Nào thích bấm nút anh luôn. Các bạn thấy cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, bấm luôn, không chờ đợi gì cả. Đó, rồi xong đó. Bấm rồi. Còn bấm luôn rồi thôi rồi tôi rồi, hỏi luôn bấm luôn. Xong luôn. Cho nó thọ. Đó, thích nhau quá rồi bấm luôn, nắm tay luôn. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, anh xin, anh xin. Đúng rồi. Đó, dễ nhẹ nhàng cái nào. Ra. Lâu rồi. Lâu chút nha. Nào, đó nhẹ nhàng vô. Đó, một tay. Lâu lâu chút. Dạ được. Có duyên có phần nó vậy đó, nhanh lắm. Dạ. Chỉ cần nhìn thấy nhau đã yêu nhau đó. Rồi. Dạ. Cưới vợ là cưới liền tay đúng nha. Rồi. Trong năm nay á. Trong năm nay. Rớt liền. Bây giờ này 31, 38 rồi. Đúng dạ. Rồi. Đúng không? À. Không thời gian không chờ đợi nữa. Bây giờ hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi. À, con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu làm quen em Hạnh để tiến tới hôn nhân nghiêm túc chưa trong năm nay. Con hứa sao? Con hứa sẽ yêu thương, lo lắng và bảo đảm hạnh phúc. Hạnh có muốn nói gì với ba mẹ của? À, dạ con chào hai bác ạ. À, hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì con với anh sẽ trao nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà có duyên thì con sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Thôi, hai đứa sớm dạ. Thông báo tin vui chương trình nha. Dạ. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại.
đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Cảm ơn chương trình. Cố lên nha. Dạ. Báo tin vui chương trình nha. Dạ.